Mến chào tái ngộ quý ông bà, cô chú và quý khán thính giả thân thương, thương đang xem chương trình thời sự Hoa Kỳ do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc quý vị tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, rất mong quý vị hãy dành cho MC và ban biên tập một lời yêu thương bằng cách bấm đăng ký kênh để ủng hộ Emily và Cộng sự. Và sau chương trình, xin quý vị hãy chia sẻ những nội dung hấp dẫn này đến với nhiều người hơn để cùng nhau tạo nên một cộng đồng ủng hộ Tổng thống Trump năm 2024. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngũ giác đài phát hiện thêm 2 tỷ đô la sai sót về kế toán trong việc viện trợ Ukraine. Lộ diện kẻ chủ mưu đảo chính chính trị chống lại Tổng thống Joe Biden. Kính thưa quý vị, một báo cáo của chính phủ Mỹ tiết lộ hôm ngày 25 tháng 7 rằng Ngũ giác đài đã phát hiện thêm những sai số trị giá 2 tỷ đô trong tính toán sổ sách đối với đạn dược tên lửa và các thiết bị khác được gửi đến Ukraine, nâng số vật tư bị định giá không đúng lên tổng cộng 8,2 tỷ đô la. Một báo cáo từ Cơ quan Thẩm định Trách nhiệm của Chính phủ GAO cho thấy, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc định giá chính xác các mặt hàng quốc phòng được gửi đến Ukraine do định nghĩa không rõ ràng về mặt kế toán vào năm 2023, Ngũ Giác Đài phát hiện các nhân viên đã sử dụng giá trị thay thế, thay vì giá trị khấu hao để lập bản kê hàng tỷ đô la vật tư gửi đến Ukraine. Sai số 6,2 tỷ đô la này đã mở đường cho hàng tỷ đô la nữa được gửi tới Kiev. Cơ quan này nói với GAO rằng, sau đó đã phát hiện thêm 2 tỷ đô giá trị khai khống nữa. Kết quả là lượng vũ khí trị giá 2 tỷ đô la bị khai thêm đó có thể được gửi đến Ukraine để tương ứng với số tiền viện trợ do chính quyền Biden phê duyệt. Theo GAO, định nghĩa mơ hồ về giá trị trong đạo luật hỗ trợ nước ngoài và việc không có hướng dẫn định giá cụ thể đối với quyền suốt vốn của Tổng thống PDA đã dẫn đến sự không nhất quán trong báo cáo tài chính về viện trợ quân sự. Theo một ví dụ được trích dẫn trong báo cáo của GAO, 10 chiếc xe được định giá ở mức 7 triệu 050 ngàn đô la, trong khi các tài liệu hỗ trợ cho thấy lẽ ra chúng phải được định giá bằng không, theo giá trị sổ sách ròng của chúng. GAO đã khuyến nghị quốc hội làm rõ định nghĩa về giá trị trong các điều khoản quốc phòng thuộc PDA. Ngoài ra, GAO đã đưa ra 7 khuyến nghị cho Bộ Quốc phòng, thúc giục bộ này cập nhật hướng dẫn của mình trong đó phải đề cập đến phần định giá dành riêng cho PDA và đưa ra các quy trình định giá theo từng thành phần cụ thể. Bộ Quốc phòng phản hồi rằng họ đồng tình với tất cả các khuyến nghị và biện pháp được phát thảo để giải quyết những vấn đề này. Lộ diện cái chủ mưu đạo chính chính trị chống lại Tổng thống Joe Biden Kính thưa quý vị, nhà báo điều tra đưa tin về vụ CIA cho nụ đường ống Nord Stream có thể là phóng viên duy nhất đủ can đảm để xuyên thủng bức màn bí mật bao quanh cuộc đảo chính chính trị trong lại Tổng thống Joe Biden vào mùa hè này. Cả thế giới đều nghĩ rằng ông Biden sẽ sống sót sau thảm họa tranh luận vào ngày 27 tháng 6. Biden đã tiết lộ rằng ông không được chuẩn bị kỹ lưỡng để thách thức Donald Trump một cách hiệu quả trong cuộc bầu cử mà nhiều người gọi là quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta đảng cộng hòa cảnh báo rằng biden đang có dấu hiệu của chứng lú lẫn hoặc thậm chí làm mất trí nhớ và ngay cả đảng dân chủ cũng lo ngại rằng tổng thống sẽ không thể ngăn chặn được việc tái đắc cử của ông trump người mà họ cáo buộc là mối nguy hiểm lớn nhất đối với nền dân chủ kể từ cách mạng pháp tuy nhiên thì tổng thống biden vẫn khăng khăng rằng ông sẽ không đi đâu cả trong hơn 3 tuần, thì Biden đã phải chịu đựng cảnh tượng nhục nhã khi bị các chính trị gia và nhà tài trợ dân chủ chỉ trích. Nhưng bằng cách nào đó, ông vẫn được sự ủng hộ của những người dân thường. Điều đáng chú ý là bất chấp màn trình diễn tranh luận kinh hoàng và lời kể không ngừng của giới truyền thông, rằng ông là một người đàn ông chết đang đi lại trong chính trường. Biden vẫn nằm trong phạm vi sai số trong các cuộc thăm dò toàn quốc. Ông hầu như không tuột hạng kể từ cuộc tranh luận ông đã có các đại biểu và ông đã có các đề cử trừ khi ông tự nguyện từ bỏ nó. Nhưng bất ngờ đã xảy ra, vào cùng thời điểm Donald Trump sống sót sau một nỗ lực ám sát và dơ nắm đấm lên thách thức, đảng dân chủ dường như đã kết luận rằng Biden không thể giành chiến thắng vào tháng 11. Bốn ngày của những gì được cho là một đại hội đảng Cộng hòa thành công chỉ củng cố thêm niềm tin đó. Và dù là Steve Harris hay là một tay báo trẻ nào đó đang muốn nổi tiếng, thì ai đó cần phải nói ra sự thật về 10 ngày làm rung chuyển cả nước. Từ lúc ông Trump trúng viên đạn ám sát vào ngày 13 tháng 7 cho đến buổi chiều, Biden bất ngờ từ bỏ nỗ lực tái tranh cử và Kamala Harris đăng quang. Và câu hỏi đầu tiên cần được trả lời và không ai trong giới truyền thông chính thống đặt ra là ai đã thuyết phục Joe Biden rằng việc tranh luận với Trump vào ngày 27 tháng 6, gần 2 tháng trước Đại hội Đảng Dân Chủ, điều mà chưa từng có tiền lệ. Thông thường, các ứng cử viên của các đảng lớn không gặp nhau trên sân khấu cho đến tháng 9. Tất nhiên, nếu cuộc tranh luận đầu tiên diễn ra vào tháng 9 và Biden phải chịu cùng một sự xấu hổ như đã xảy ra vào tháng 6 thì Đảng Dân chủ sẽ không còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng và đi cùng Biden để đánh bại. Thế nhưng họ đã không chờ đợi, có người đã thuyết phục Biden thách đấu Trump trong một cuộc tranh luận quá sớm để nó trở thành con đường khả thi duy nhất để thay thế Biden trở thành ứng cử viên của Đảng Dân chủ với những gì chúng ta biết được sau cuộc tranh luận, rằng hàng chục người thân cận với Biden đã tin rằng ông đã bị suy giảm nhận thức không thể phục hồi, chúng ta buộc phải hỏi ai đã dẫn dắt tổng thống đến cuộc thảm sát về mặt chính trị. Rõ ràng là có kẻ giật dây đằng sau hoặc một nhóm nào đó đã có những lo ngại nghiêm trọng về khả năng tinh thần của tổng thống và đã đưa ra quyết định có tính toán là thúc đẩy cuộc tranh luận sớm như một phương tiện để phơi bày sự yếu kém của Biden với cả nước trong khi vẫn còn thời gian để làm gì đó về vấn đề này. Tin vào điều ngược lại là chấp nhận lý thuyết rằng, trong khoảng thời gian từ khi Biden đề xuất cuộc tranh luận với Tổng thống Trump vào ngày 15 tháng 5 đến cuộc tranh luận thực sự vào ngày 27 tháng 6, Biden rơi vào tình trạng lú lẫn khiến họ cũng như công chúng nói chung đã bị sốc. Nhưng chúng tôi biết điều đó không đúng và chúng tôi có thông tin này từ một nguồn tin độc lập không thể chối cãi. Robert cố vấn đặc biệt đã điều tra Biden về việc ông sở hữu các tài liệu mật có từ nhiều thập kỷ trước. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu âm mưu hạ bệ Biden được vật ra vào tháng 2 khi Robert Hur từ chối truy tố tổng thống vì vi phạm tài liệu mật. Với lý do bồi thẩm đoàn sẽ minh oan cho Biden vì họ coi ông là một người đàn ông lớn tuổi, tốt bụng, dễ mến nhưng có trí nhớ kém. Với tuyên bố đó thì con mèo đã ra khỏi chuồng. Có thể những người xử lý Biden ban đầu nghĩ rằng ông có thể sống sót sau sự sỉ nhục đó. Nhưng khi Tổng thống tổ chức họp báo để tuyên bố mình được minh oan, ông đã nhầm lẫn khi xác định Tổng thống Ai Cập Abdel Fasta El là tổng thống Mexico. Bánh xe có thể đã bắt đầu chuyển hướng để loại bỏ Biden nhằm bảo vệ đảng Dân Chủ. Đúng, Biden được phép tiếp tục tái tranh cử và ông đã đánh bại phe đối lập hạn chế mà ông phải đối mặt. Nhưng những đảng viên Dân Chủ hàng đầu có lẽ đã có sẵn các kế hoạch dự phòng về cách thay thế tổng thống trên đường đua tranh cử nếu cần thiết. Những kế hoạch đó đã thành hiện thực vào ngày 27 tháng 6 khi Trump hạ gục Biden ngay trên sân khấu tranh luận của CNN. Điều buồn cười là trong những tháng kể từ khi báo cáo Robert H. được công bố, những người theo đảng Dân Chủ không biết rằng sự việc đã được giải quyết vẫn khăng khăng rằng Biden không chỉ có năng lực về mặt tinh thần mà thực tế ông còn ở đỉnh cao của sự nghiệp thật nực cười, bằng chứng đã rõ ràng thưa quý vị. Câu hỏi dành cho các nhà sử học là ai biết được sự sắp đặt này và quan trọng không kém, làm sao những thế lực đứng sau ngay vàng lại có thể hạ bệ ứng cử viên Joe Biden và vẫn để nước nước nằm trong tay tổng thống Joe Biden thêm 6 tháng nữa? Đề xuất nguy hiểm đó là lý do tại sao chúng ta không thể chờ đợi phán quyết của lịch sử và tại sao các nhà báo phải ngay lập tức đào sâu và làm sáng tỏ âm mưu, tìm cách phá hoại không chỉ Biden mà cả nền dân chủ của Hoa Kỳ và khiến chúng ta yếu hơn và bị tổn thương trên trường quốc tế. Quý vị có thể cực rằng các phương tiện truyền thông chính thống sẽ không chấp nhận thử thách này. Họ đã hoàn toàn tin vào câu chuyện rằng Biden là anh hùng của nước Mỹ vì đã từ chức trong chiến dịch tranh cử của mình. Vì vậy sẽ phụ thuộc vào một người ngoài cuộc không sợ hãi như Horst hoặc Barry Weiss để tìm ra sự thật. Chúng ta hãy hy vọng họ sẽ tìm ra sự thật trước ngày bầu cử. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV Epoch Time.